nhờ. Từ Yên Minh thì phải thì nếu không làm chỗ này làm chỗ bên kia. Bên nhà bên đằng sau bên kia. Em nghĩ cho bên đấy nó rộng hơn, nhưng mà bên này thì chỉ đủ làm một cái này nhà Chỉ cho đủ một nền nhà. với một cái chùa bò. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Quý vị đến với video tiếp theo trên kênh Hoa của Núi. Ngày mới Tuyên xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hôm nay trời nắng rất là đẹp, thời gian này thời tiết rất là ủng hộ, cho nên là muốn đi thăm cái chỗ đất của em Xính. Hôm nọ anh Tam Giác Mạch anh có lên thăm một lần rồi, nhưng mà chưa liên hệ được với chủ nhà, anh ấy đi làm mất rồi. Thì đang cái chỗ đất này là hôm nọ theo như Tuyên tìm hiểu với chỗ anh Tam Giác Mạch thì cái chỗ đất này là chủ nhà người ta đang bán, đang giao bán với một cái giá rất là chát các bạn ạ. Phải nói là rất là chát, đang chờ em Xính về để xem là cái sự tình của cái đất này là như nào, và cái đất này là của ai. Đây Xính về kia rồi. Đây em Xính về đây rồi các bạn. Anh Hiệp cũng bảo là chỗ này có Của đủ của ai? Này của ai? của bác hàng xóm ở trên đấy rồi. Bác hàng xóm à? Vâng. Hiểu là từ từ đây à? Từ góc này à? Hay là từ sát cái nhà kia? Sát cái nhà kia. Sát cái nhà luôn. Sát từ cái nhà đi hết sang bên kia. Lên xem nào có rộng không? Không biết là tình hình cái đất này nó có đủ rộng không? Chỗ ra ngoài đường, từ đường mép đường vào trong này là khoảng bao nhiêu mét Xính? 5 mét. 5 mét à? Vâng. À 5 mét thì đủ nhỉ. 5 mét để làm nhà là vừa zin đấy đúng không? Anh Hiệp, anh đo anh bảo. Hôm nay anh Hiệp cầm thước lên à? Vâng. À 5 mét thì đủ nếu mà 5 tính mét nhưng mà ô tô vẫn đi được. 5 mét là ô tô vẫn đi được. Là tính ô tô vẫn đi đi qua đường này được đúng không? Vâng. Thế thì khả năng vẫn ổn. Bảo bên này thì nó bên này thì được nhưng mà bên này thì hơi chật. Bên này thì chật nhưng mà bên này làm chuồng thôi. Bên Anh này Hiệp làm chuồng bảo trại thôi. làm nhà thì làm bên đấy, xong rồi có để bên này làm nhà vệ sinh các kiểu, Ừ. để bên này Nhà vệ làm sinh nhà là bên này đúng không? đó cho xe ô tô đi lại được. Ừ. Nhà vệ sinh bên này, còn bên này nữa dài, nó dài ra hết đây à? Hết đến đến chỗ này không? Hết luôn. Hết đến, hết luôn đến bên này á? Vâng. Thế thì thoải mái nhỉ? Bên này mình vẫn tận dụng làm chuồng trại các thứ con đường mà. Và bên này là chuồn chạy được mà. Vẫn đủ dài. Vẫn đủ dài các bạn ạ. Nhưng mà nó lại hơi hơi cái cua cái chỗ này nhỉ. Vâng. Nhưng mà liệu san đất ở đây liệu có đắt lắm không? Em không biết nữa. Bây giờ đất này 70 triệu. Mình san đất vào nữa thì chỗ Ừ. này bây giờ san cũng phải Cứ tính tầm hàng 10 triệu nhỉ. Phải 10. tầm 10 triệu với cái đống đất này. Nếu mà san đất này thì mình đổ đi đâu? Liệu mình đổ đi đâu? Em không biết nữa. Vì em chưa mua chưa biết nữa. Chưa mua chưa biết à? Cũng là không biết sẽ đổ đổ đất đi đâu nhỉ. Rất khó, rất khó. Cơ bản là đắt quá. Nếu thử dụ ở dưới này, nếu là của bác này nữa thì giấy giấy tí nữa, thử dụ ở dưới này không phải nữa của người ta nữa. Ừ. Tức là mình san đất cái này đi cho vào cái thửa ruộng kia. Đó. Thì là cho cái thửa ruộng, cái tôn cái thửa ruộng đấy bằng luôn cái đất này. Đó. Hợp lý quá nhỉ. Nhưng Quan mà trọng là cái đấy lại là người ta nữa cơ. Ừ. Cái quan trọng là cái đất này đắt quá. Không biết là họ có giảm giá cho mình không? Liệu có hỏi được họ không? Họ có giảm giá, liệu có giảm giá cho mình không? 70 triệu thì anh nghĩ rất là đắt. Nếu mà mua 70 triệu rồi thì cái số tiền còn lại thì không đủ tiền làm nhà rồi. Rất khó. Suốt từ cái thời gian đấy đến giờ không có cái miếng nào hợp lý hơn à? Không có đi đi ở trên đấy à, cũng người ta cũng bán thì bán 1 mét 30 triệu thì không có tiền để mua đâu. 1 mét 30 triệu cơ. Đó. Đắt thế. Nhưng Sao đất ở đây họ bán đắt thế? bảo bán ít xì như ở huyện ấy, Sao lại bán như thế? em chẳng biết nữa, em đi hỏi nhưng mà người ta bảo thế. Sao lại bán đắt thế nhỉ? Đất này có làm được cái gì đâu. Mấy cái đất ở trên trên chỗ địa trường đấy. Trên điểm trường, gần điểm trường nọ anh em mình xem kìa. Vâng. Đắt thế.
Ở đây sao đất nó đắt vậy nhỉ? Em có biết là tại sao họ bán đất như thế không? Vì họ cũng chắc cũng nghĩ đi nghĩ lại nhiều, họ cũng thì chắc kiểu thấy mình đi quay thế này họ ép mình thôi. Các bác ông hộ này thì họ ép thôi. Họ ép mình thôi. Với lại nếu mà với cái số tiền mà mua đất thì anh nghĩ là những cái đất ở vùng nông thôn thế này ấy, một mảnh tầm khoảng 20-30 triệu là đắt lắm rồi. Còn nếu bình thường như như cái khu này ấy, nếu mà để mua bằng thật thì tầm khoảng 10 triệu, 15 triệu thôi. Đây họ họ hô đến 70 triệu thì không biết giả họ kiểu gì. Đắt quá. Cái này em giá 10 triệu nhưng mà cũng không đồng ý nữa. Không đồng ý à? Với cái chỗ này nếu mà tính là 10 triệu thì để mà về góc độ lương tâm mà nói ấy, thì họ nên bán cho mình thì đúng hơn. Bây giờ mình bản thân mình thì cũng khổ nữa. Em cũng bảo đi đi trình bày với họ, họ nói như họ không đồng ý. Mình phải trình bày một tí chứ. Kể khổ khổ một tí với họ là em khổ quá. Không, người gia dân đình trên không này có không, điều kiện. Người dân ở trên này không như thế đâu. Không phải, không nghe mình nói à? Không nghe mình trình bày đâu. Không nghe mình trình bày khó nhỉ. Theo ý kiến của em thì như nào? Em thì làm đâu cũng được mà, nhưng mà quan trọng là phải có mua đất đấy. Biết là làm ở đâu cũng được rồi, nhưng mà bây giờ cơ bản là không có đất. Đất bây giờ không có rất là khó. Thời tiết thì thời gian này cũng khá là ủng hộ các bác. Thời tiết khá là đẹp nhưng cơ bản là đất em xính thì đắt quá, ở khu vực này đất đắt quá. Không làm cách nào để mà tìm được cái mảnh đất nào nó phù hợp. Xa thì lại xa đường quá, cái tiền vận chuyển vật liệu vào thì chết. Trên mệt như chỗ rút kinh nghiệm từ cái chỗ như chỗ hai chị em của anh đang làm nhà ấy. Nhưng hôm nọ anh em mình đi vào thăm ấy. Thì rất là khó, chỗ kia thì do nguyên nhân là nó không có đất. Đất ở đấy nó cũng đắt. Ở đấy đắt là phải rồi. Bởi vì đất ở đấy nhá, nó cái đất làm nhà họ rất là ít. Đa số là đồi núi thôi. Còn ngoài ra cái chỗ để bên làm nhà ấy rất ít. Với lại bên đấy tòa đá. Đấy, cơ bản đá thì đấy, họ vẫn phá được. Đó. Họ vẫn có cách để phá. Nhưng mà đá nhiều quá thì không thể nào phá được. Bây giờ san một cái nền nhà mà nó 4-50 triệu thì tiền đâu làm nhà nữa đúng không? Đó. Mình thì tính cái tiền làm móng ấy và cái thời gian làm móng ấy. Như anh tính cho hai chị em kia làm một cái móng, anh ông chú ông hỗ trợ thì gọi bà con về giúp đỡ thì đúng anh mất đúng 4 triệu, hơn gần 4 triệu tiền thức ăn thôi. Còn đâu ra là cái nền kia làm xong là không mất cái gì. Đất thì là đổi sang đất cũ rồi nhá. Đất nền cũ ấy đổi sang cho ông chú rồi. Còn là cái nền thì là ông chú ông hỗ trợ thì gọi bà con về giúp đỡ. 2-3 tuần mới xong, 2-3 tuần mới xong cái móng. Rất là căng nhưng mà bà con người ta cũng rất là nhiệt tình về giúp đỡ. Họ cũng thương, cũng tùy từng nơi, tùy từng nơi họ còn họ nơi với người ta họ giúp đỡ với nơi người ta không giúp đỡ mấy. Ở đây anh thấy dân ở làng em rất là đông nhưng mà từ góc độ tình cảm thì họ sống kiểu họ không quan tâm nhau mấy nhỉ. Nhờ bên chỗ ông chú kia thì bà con người ta sống người ta đùm bọc nhau lắm, đùm bọc nhau nhiều, bà con ở đấy người ta cũng giúp đỡ nhiều kiểu như thế. Nhưng mà cơ bản là ông chú kia ông lại ở biệt lập quá. Thành ra là để họ giúp đỡ thì họ cũng chỉ là kiểu như là nhờ thì đi nhờ thì họ vẫn về giúp. Họ giúp nhiệt tình luôn ấy. Về giúp đến cho xong mà. Họ không lấy tiền đâu. Còn đất thì gần như là anh cũng chả hỏi được mua nhiều chỗ. Ở đấy đất đắt lắm. Cũng như kiểu ở đây này. Nó cũng anh hỏi ông trưởng thôn ông cũng bảo là một cái thổ làm nhà ấy. Một cái thổ đất mà là đủ làm nhà ấy. Nó cũng rơi vào tầm 40-60 triệu. Nhưng mà cái chỗ này 6-70 triệu thì đắt quá. 6-70 triệu thì bây giờ mình san đất nữa thì nó vào gần 100 triệu rồi. Em nghĩ nếu 70 triệu thì từ trên này xuống lên thì ra còn cái thửa ruộng này có được không? Hay là mỗi chỗ này thôi? Mỗi chỗ này thôi. Ồ. Ở trên này còn lại có người khác cơ. À. Thế thì đắt nhỉ. 70 triệu thì mặn mà quá các bác ạ.
70 triệu thì thật sự là cái mảnh đất này thì nó về cái góc độ mà làm ấy thì nó rất là tiện, ở cái đường này đi qua đây thì nó cũng rất là tiện, nhưng mà do là cái tiền đất thì nó đắt quá các bạn. Đắt như thế thì về Yên Minh mua làm nhà Yên Minh có khi sướng hơn nhỉ. Từ Yên Minh thì phải thì ơi. Thì mình không nói, nhưng còn đất trong xóm thì cũng không đắt đâu mà. Đất trong xóm, trong thôn thì nó cũng không đắt lắm đâu. Cơ bản là ở đây như này mà 5 mét này thì đòi 70 triệu thì thật sự không còn gì lời gì để nói rồi. Ở ngoài những cái chỗ này ra thì còn cái chỗ nào nữa không? Còn hỏi được chỗ nào không? Không, chỗ này thôi. Mỗi chỗ này thôi. Đợt trước bảo là lấy nương của em đổi sang là đất của ai? Ông bảo là nếu không làm chỗ này thì làm chỗ bên kia. Bên nhà bên đằng sau bên kia? Em nghĩ chỗ bên đấy nó rộng hơn, nhưng mà bên đấy thì cũng bán như nhau. Cũng như nhau, nhưng mà bên đấy nó cái nhà nó rộng hơn tí. Đi xem nào. Đi xuống đường này đi. Cái đất nó rộng hơn à? Đất nó rộng hơn tí. Rộng hơn nhưng mà có phải san nhiều không? Nhưng mà bên đấy nó không bàn như chỗ này. Nó không cho nó nếu có bàn ở thế này đi nó dễ đi. À. Cái chỗ kia thì phải qua nhà. Qua nhà của họ đây à? Qua nhà chú đi. À, đây là nhà chú à? Cũng là chú à? Không. Chú họ. Chú họ à? Chú trong là. À. Họ đi làm rồi. Cái nhà ở nhà thôi mà. Không thấy ai. Ở đâu đấy? Ở đây à? Đây. Đây đất hơi nhiều tí. Đất nhiều đấy. Chỗ này nếu mà san ra thì nhiều đất lắm. Ở bên này thì rộng hơn nhỉ? Bên này nó rộng hơn tí. Bên này rộng hơn nhưng mà san ra nhiều đất lắm. Bên này đất nhiều hơn bên chỗ kia ấy. Nếu mà san cái chỗ này ra thì bắt buộc là phải chở đất đi chỗ khác. Ở bên dưới này thổ ruộng to này người ta không cho đổ vào đâu. Đúng không? Vâng. Bên này thì ông ấy đòi bao nhiêu tiền? Cũng y xì nhưng mà... Cũng y xì nhau luôn. Đủ lắm. Bên này thì chỉ đủ làm một cái nền nhà. Chỉ với cho đủ một nền nhà. Với một cái chùa bò. Khó nhỉ. Theo ý kiến của các bác thì là nên chọn miếng nào phù hợp hơn. Nếu mà miếng bên này thì rộng hơn, nhưng mà sẽ phải san nhiều đất hơn. Còn miếng bên kia thì hẹp hơn, bé hơn, nhưng mà chiều dài nó dài hơn. Còn đất nó sẽ san ít hơn. Đấy. Anh nghĩ là bên kia nó phù hợp hơn. Nếu mà bằng tiền nhau thì bên kia phù hợp hơn. Nhưng mà đắt quá nhỉ. Đắt như này thì không cách nào để làm được. Dạo này anh trai với chị dâu như nào? Thấy anh em bảo cãi nhau kiểu gì? Không, không có gì đâu. Em không biết mà. Không biết á? Chị dâu có bao giờ về nhà đâu? Không về nhà? Thời gian này không về à? Không. Được 3 tháng không về nhà ấy. Gần 3 tháng đấy. Cái nền này nếu mà làm thì cái nền này rất là cái nền rất là cao. Nếu mà làm thì bắt buộc phải làm cao hơn đường dưới kia. Ít nhất cũng phải như cái kia. Nếu mà cái nền này ấy, nếu mà làm nhà thì làm luôn là không san nữa. Là làm như này luôn, làm ở trên này luôn. Không phải xuống dưới đường kia nữa mà làm ở đây luôn. Đường sẽ phải đi qua nhà ông chú bên kia. Đấy, chỉ có cách đấy thôi. Nếu thế thì đi ở chỗ này lên rồi. Đi chỗ này lên thì đường xe không đi được, chỉ có đi bộ thôi. Bộ thì đi được, lên được, lên chỗ này lên được. Còn nếu mà để mà xe đi thì vẫn phải đi qua nhà ông chú này. Đấy, chỉ có cách đấy thôi. Cái này nền này nếu mà làm thì sẽ không hạ nữa. Làm ở trên cái đất này luôn. Hạ thì cũng chỉ hạ ít thôi. Hạ bằng cái chỗ kia lên thôi. Hạ xuống khoảng 50 phân nữa thôi. Để lấy cái chiều rộng thôi. Còn nếu mà hạ thì đất đây không có chỗ đổ đâu. Nhiều lắm. Nhưng mà đắt quá thôi. Thì anh em mình đi xuống đi. Theo ý kiến của các bác thì như nào? Có hiện tại có hai mảnh đất
để dục dịch cho em Xính lựa chọn. Thế nhưng mà về cái giá cả thì rất là cao các bác ạ. Giá bên này, bên mảnh bên này và bên mảnh bên kia rất là cao. So sánh hai mảnh với nhau thì mảnh bên này sẽ là rộng hơn, diện tích thì sẽ sâu hơn, vuông hơn. Nhưng mà cái lượng đất nếu mà để san bằng cái nhà bên này thì cái lượng đất, khối lượng đất nó sẽ nhiều hơn. Còn mảnh bên kia ấy thì đất nó sẽ dài hơn, dài theo cái chiều của mặt đường. Thì về góc độ mà nhìn ấy thì anh nhìn ở bên kia nó vẫn đẹp hơn. Đấy, đẹp hơn. Đúng, nhưng mà nhiều bên đấy nó lại không rộng, bên đấy nó lại hẹp. Ừ, bên kia nếu mà làm thì là cửa là ở ngay đường luôn. Cửa là ngay sát đường luôn ấy, nó không có vỉa hè đâu. Không hè, tức là cái đường là cái sân nhà mình luôn. Nó kiểu như thế. Tại khái ở đây xe cộ đi cũng đi ít thôi, gần xa đi xe máy nhiều thôi. Đúng rồi. Ô tô thì cũng gần như không có. Rất là ít, thi thoảng ai làm nhà thì người ta mới chở vật liệu vào thôi. Đúng rồi. Rất ít, cho nên là không lo lắng lắm. Tại vì là những cái chỗ mà xe cộ người ta đi lại ấy thì sẽ đi qua đi lại nhiều thì nó bị rung nhà, nó mới nứt tường. Nhưng mà ở đây thì một năm chắc được vài đôi ba chuyến xe đi vào trong này. Nếu người ta làm nhà ở dưới này thì xe đi, nếu không thì xe khả năng không bao giờ đi một lần nữa. Đúng rồi. Tại vì là cái đường này đi cũng không dễ dàng gì. Đúng. Thì người ta vào đến đây cũng rất là vất vả. Theo em thì em thích mảnh nào hơn? Theo em thì bên đấy, bên kia nó sẽ được hơn, nhưng mà bên đấy nó hẹp một tí. Vấn đề là bây giờ là giá cả. Làm cách nào để liên lạc được với chú không? Ông chủ đất này không? Không. Ông ấy ở tận đâu? Con ở trên đấy nhưng mà đi làm, ngày nào cũng đi làm mà. Ngày nào cũng đi làm á? Dạ. Có nào hôm nào ông ấy buổi tối anh lên thì ông có nhà không? Vì đấy thì em cũng chưa biết đâu. Hôm nào hẹn ông ấy xem là ông ấy ở nhà thì tối anh lên, buổi tối anh lên. Nói chuyện với ông Đào Hoàng xem là có bớt được không. Tầm của 10 triệu, mình cứ nói là tầm 10 triệu thôi. Nó mà lên tầm 15 triệu là múc luôn. Lấy tờ luôn. Vâng. Đấy, còn đâu thì cái cơ bản là không biết là đất ở đây trên này họ có làm sổ đỏ thứ không nhỉ? Có ấy. Có sổ đỏ à? Có thì mình chỉ sang tên thôi. Đúng không? Ra xá ký một cái là sang tên thôi. Quan trọng là họ nhất trí bán thì mình... có tùy người, có người thì nếu muốn mua nhiều thì chắc có, nhưng mà mua ít thì làm cái này nhà thì chắc làm cái nhà đấy thì chắc không cần cũng được rồi. Có chứ, để tránh trường hợp sau này người ta tranh chấp, ví dụ sau này họ lật lại hồ sơ họ thấy cái tên của họ vẫn còn trong sổ đỏ là nguy hiểm đấy, là họ có quyền tranh chấp đấy, đến lúc đấy là mình ở không yên với họ đâu. Nói chung là đã mục đích đã là làm ấy là phải rõ ràng, như chỗ của anh làm cho hai chị em kia, nhà ông chú kia, thậm chí ông chú là không có sổ đỏ thì anh mới ký được cái giấy đấy, tức là đất đấy là không có sổ đỏ đâu, họ chỉ có cái giấy sử dụng thôi, đấy nó gọi là xã cấp cho một quyền sử dụng đất thôi, quyền để canh tác thôi, nó không phải là sử dụng mà gọi là đất canh tác. Nhưng mà do bà con mình ở trên vùng núi này là không có đất để làm nhà thì người ta xây dựng nhà ở trên đất canh tác luôn thôi, chứ không phải là đất sử dụng nhá. Đấy. Nó mang ý nghĩa là đất nó thuộc quyền sở hữu, thế nhưng mà nó dạng như kiểu là đất canh tác, nó không phải là đất đã chuyển đổi hay là đã cấp phép chuyển đổi cái gì đấy. Đấy, như kiểu thị trấn thì về cái vấn đề đất đai rất là phức tạp, nói thì em không hiểu được đâu. Nhưng mà ở trong thôn, trong xóm mình ở sâu vùng xa thế này, những cái đất mảnh đất này ấy, thì những cái chỗ mà chưa làm nhà ấy thì hiện tại nó vẫn là đất nông nghiệp và đất canh tác thôi, nó gọi là đất canh tác thôi, thì thường thường nó sẽ không có sổ, còn những cái mà có sổ rồi thì nó sẽ có nhà đấy. Mình cứ hỏi ý kiến xem, hỏi mẹ xem là mẹ thích mảnh nào, bàn bạc với mẹ xem. Theo anh nghĩ thì ở mảnh bên kia đẹp hơn nhỉ? Quanh đi quẩn lại vẫn mảnh bên kia nó phù hợp hơn. Nếu mà vẫn bằng đấy tiền 10 triệu hoặc 15 triệu thì ở mảnh bên kia nó phù hợp hơn nhỉ? Vâng. Đúng không? Nhờ cái mảnh bên đấy thì nếu mà dày nó dày hơn nhưng mà nó không rộng mấy, nếu mà không có sân nhà, nếu mà cái
cái đưa chấp nhận là như thế thôi, nhưng mà bên kia thì mình được cái là mình có nhà rồi, mình lại có thêm chuồng, vâng, có thêm chuồng trại vệ sinh rộng rãi, đi lại cho nó dễ, đi lại nó cũng dễ, là tiện. Đấy, cơ bản với cái bệnh của em với là mẹ cũng già rồi thì mình, ví dụ mình ở đây thì lại phải làm cái bậc thang từ dưới kia lên thì nó khó quá, đi lại vất vả quá. Mẹ già mẹ đi đau lưng nữa, xong rồi hơi khó đi. Đấy, giờ chỉ có tính là ở bài là ở bên kia thôi, là nó sát đường thì mở cửa ra là đến đường luôn, đi lại nó cũng dễ, mà. Đúng không? Theo ý kiến của các bác thì như nào? Đấy, với cái hai mảnh đất này thì tôi cũng đã nói rất là rõ rồi. Thì với cái giá mà ông chủ ông đưa ra là 6 đến 70 triệu các bác ạ. Nhưng mà chưa gặp ông chủ được. Chưa gặp ông chủ, nếu mà gặp ông chủ thì bàn bạc xem là tầm khoảng 10 đến 15 triệu xem ông có nhất trí bán không. Nếu mà nhất trí bán thì mình sẽ chốt luôn là mảnh bên kia. Còn mảnh bên này thì có lẽ là thôi nhỉ. Bên này cũng được mà, nhưng mà nó hơi cao đi. Cao. Cao đấy. Cao xong rồi đi lại cho nó. Ừ. Vấn đề trước khi anh em mình quyết định một cái điều gì, quyết định chắc chắn thì mình vẫn phải tham khảo cho anh Hiệp, bởi vì chỗ nhà em thì cùng anh với anh Hiệp là cùng đồng hành với nhau để giúp đỡ, để cùng nhau xây dựng. Cho nên nếu trường hợp mà quyết định được thì mình vẫn phải tham khảo ý kiến của anh Hiệp xem là anh Hiệp có nhất trí là như này hay không. Thì nếu mà nhất trí rồi thì sẽ đi đến một quyết định chung, sau đó là bắt đầu tiến hành làm. Theo cái sự chia sẻ của anh Hiệp thì anh Hiệp cũng đã lên thăm cái mảnh đất này rồi các bác ạ, nhưng mà chưa có quyết định nào cụ thể, bởi vì cái giá nó khá là cao, cho nên là chưa thống nhất được với nhau. Thì hôm nay Tuyên lên thì cũng xác định là lên để cho quay cho tất cả quý cô anh chị và tất cả mọi người cùng biết, em Xính đang rất là sốt ruột về cái vấn đề tìm đất làm nhà. Tiền thì có thể là nếu như làm nhà bình thường thì anh nghĩ là chỗ anh Hiệp sẽ đủ làm cho em. Nhưng mà nếu mà để mua đất với cái giá tiền như thế này thì anh nghĩ là sẽ không đủ mua đất làm nhà. Vâng. Còn nếu với cái giá là 10 đến 15 triệu thì anh nghĩ là sau khi mua đất rồi thì sẽ đủ làm một cái nhà để cho hai mẹ con tránh nắng tránh mưa. Vâng. Đấy, chỉ có tính như thế thôi. Nếu như làm nhà to để cho như hàng xóm thì rất là khó em ạ. Cũng mong là làm được cái nhà nhỏ nhỏ, hai mẹ con ở được là được rồi. Mình cũng không quá là cầu kỳ, không quá là yêu cầu cao đâu, đúng không? Vâng. Thôi, bây giờ thì có lẽ là thư phim của Tuyên sẽ kết thúc ở đây các bác. Các bác đóng góp ý kiến thì có thể để lại comment ở bên dưới để Tuyên sẽ sàng lọc ý kiến của các bác theo là ý kiến chung. Đấy, ý kiến số đông nha các bác nhá. Và các bác nào thật sự nhiệt tình đóng góp ý kiến thì các bác có thể liên hệ cho Tuyên qua số điện thoại Zalo màn hình. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên để bàn bạc và thống nhất cái phương án lựa chọn cái một trong hai cái mảnh đất này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đã quan tâm em Xính và hai mẹ con. Thì trong thời gian này thì Tuyên cũng không có lên thăm em Xính được nhiều, bởi vì là cũng liên hệ qua điện thoại cho em Xính rồi. Thì cũng cho em Xính đi tìm rất là nhiều mảnh đất, nhưng mà do là địa thế không phù hợp. Thứ hai nữa là cái giá cả nó không vào với nhau. Đắt quá các bác ạ, 30 triệu một mét thì thật sự là không còn gì để nói nữa rồi. Có lẽ là thôi, những cái mảnh nào nó đắt quá thì mình không hỏi thăm nữa. Còn hỏi những cái mảnh nào nó thật sự phù hợp với cái túi tiền của mình và với cái hoàn cảnh của mình thì mình nên phụ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.